Hello, xin chào. Xin chào các bạn. Hôm nay Nga muốn review một cái sản phẩm mà chắc là bạn nào cũng biết hoặc là nghe nói về nó rồi ha. Cái đó là cái nồi chiên không dầu Philips. Là nó đây nha. Đó, cái nồi chiên không dầu này thì quá nổi tiếng rồi. Bây giờ Nga cũng không sẽ chỉ giới thiệu để unbox cái thùng sản phẩm nồi chiên không dầu Philips nó như thế nào thôi, chứ còn các món ăn hay là sử dụng nấu nướng cái món với nó thì đã có trên mạng á, có rất là nhiều các Facebooker mà nấu ăn á đã review về nó, nấu về nó, có những cái món ăn thì có cả một cái album luôn. Ví dụ như là nghe nấu ăn nghe hay vô tham khảo của chị Liên Ròm á, thì chị Liên Ròm cũng có một cái album chuyên nấu cái món ăn từ Philips Air Fryer. Thì đây là cái Philips Air Fryer XL rất nổi tiếng của hãng Philips. Cái này là best seller của Philips đây. XL thì XL là dòng sản phẩm nồi chiên mà chỉ được sản xuất ở Poland, ở Ba Lan nha. Giờ mình mở cho các bạn xem ở trong nó như thế nào, bởi vì có nhiều bạn không 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 muốn rất muốn biết là ở phía trong cái thùng nó sản phẩm nó ra làm sao, bởi vì các bạn rất là sợ là không biết cái mua khi mua là có mua đúng sản phẩm hay không, rồi mua trôi nổi bên ngoài hay như thế nào đó, thì cái sợ hàng giả. Thế nên Nga mở cho bạn coi nha. Thì cái này á, cái này là cái sản phẩm XL có kèm theo cái khay nướng nha các bạn. Đó, clip. Đây. Đây là cái sản phẩm. Trên đây nó có cái ấy, sản phẩm có các cái chế biến món ăn, nó có để sẵn cho các bạn xem ở đây luôn. Đây ha. Đó. Rapid Air Technology, đó là công nghệ phát minh của Philips và là patent của Philips. Sau đó thì có rất là nhiều hãng đã ra cái Philips Air Fryer, nhưng mà Philips là cái hãng mà phát minh ra cái sản phẩm này đầu tiên. Đây các bạn làm bánh bằng cái nồi chiên này nhé. Giờ ta mở ra cho các bạn coi ha, nó như thế nào. Có nguyên thùng là như vậy. Có nhiều bạn rất là ngại bởi vì là cái packaging, đang nghe mở đi hướng này này cho các bạn xem cho kỹ nè. Cái packaging của mở ra là bạn bạn thấy không, nó chỉ vậy thôi. Đây, hai cái miếng cắt tông vậy, ở phía trong không có gì hết. Cái bên này là cái khay nướng bánh. Bởi vậy cho nên là cái sản phẩm này á, khi mà vận chuyển á, rất là dễ bị bể cái vỏ bên ngoài nè, bởi vì là nó bằng nhựa mà ở Việt Nam mình á thì vận chuyển, thật ra thì Nga cũng nói nhưng mà cái con vận chuyển hơi kém, chứ như châu Âu thường vận chuyển khắp mà nó cũng không bị sao hết. Đây Nga mở cho các bạn xem, đây là cái thùng mới nhất đây nha. Mình tháo hai cái miếng ấy ra. Trong đây thì sẽ có cái cuốn hướng dẫn sử dụng, cái giấy khi ngoài ra cái loại này nè là sẽ có cái PCB đi kèm theo. Chứ nếu như mà cái loại này không, loại 9240 không không có cái khay nướng thì cái khay làm bánh thì sẽ không có cái PCB này nha các bạn. Đó.
gian nhiệt độ, đúng là nút power. Khi mà các bạn chọn được thời gian nhiệt độ thì có thể mà nấu thôi, không cần phải phải đứng canh hay gì hết. Láng bóng ha. Đây phía sau là để sợi dây. Đây phía trước thì nó có cái tem để giữ cái này khỏi có bị rớt ra ngoài, cho nên Nga cũng không muốn mở ra cho các bạn xem. Cái bên kia nhà Nga có một cái đang sử dụng xíu nữa. Rồi, đây là cái khay nước. Mở tem luôn nha. Đây là cái khay nướng bánh nè. Đó. Khay nướng bánh thì các bạn tháo cái khay nướng này ra để bỏ cái khay nướng bánh này vào ha. Nghe coi cho các bạn coi luôn ha. Đây là cái khay nướng bánh nhà Nghe cũng đang sử dụng. Đó, các bạn mở cái khay này ra. Cái khay này là cái khay để nướng đồ ăn nè, để chiên đồ ăn. Còn cái khay nướng bánh khi các bạn muốn nướng bánh thì các bạn bỏ vào thôi. Đó, nó như vậy ha. Đó, xem nhìn kỹ ha. Đó, cái sản phẩm của nó là như vậy thôi. Và cái packing á, cái packing của sản phẩm đó, nó cũng có nhiêu đó thôi nha các bạn. Cho nên là nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi tại sao là khi mà mở ra nó có giấy, có đồ mà nó không có cái miếng xốp để chặn ở phía trong. Thì packing origin của cái Philips là nó chỉ vậy thôi. Cho nên là mấy bạn hỏi, có bạn hỏi nhưng cũng biết trả lời sao. Tại vì origin nó như vậy rồi. Cho nên là mỗi hãng sẽ có một cái design để đóng gói sản phẩm của mình khác nhau. Đó. Còn các món ăn thì dùng Philips Air Fryer thì các bạn có thể tải ở app của Philips là cũng có. Rồi các món mà Việt Nam thì có các Facebooker Việt Nam là cũng có. Rồi trên EU House cũng có recommend các bạn một số món ăn. Cho nên là các bạn có thể lên kênh YouTube của EU House để xem nha. Và cái sản phẩm này thì không cần phải giới thiệu nhiều về cái sự tiện dụng và cái hữu ích cho của nó đem lại đối với việc nấu nướng, với việc sức khỏe. Bởi vì trên mạng thì có rất là nhiều rồi. Và nó đã được kiểm chứng của bao nhiêu người sử dụng. Bởi vậy mà Nga sẽ không nói nhiều về cái đó nữa. Nga chỉ muốn mở ra cho các bạn xem là sản phẩm nó gồm những gì, như thế nào. Đó, rồi các bạn đã nhìn rõ nha. Dạ, ok. Vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip khác về các sản phẩm khác ha. Bye bye.